Tôi cảm thấy được biến đổi trong tình yêu. Tôi bị bốc cháy, nhưng không bị thiêu rụi. Tôi không ngừng mất hút trong Chúa. Chúa lôi kéo tôi đến với Người một cách mạnh mẽ và mãnh liệt đến độ nhiều khi tôi không ý thức mình còn trên trần gian. Tôi đã cản trở và sợ hãi ơn Thánh Chúa trong một thời gian dài, và giờ đây chính Thiên Chúa qua cha Andras đã cất đi tất cả những khó khăn. Linh hồn tôi đã được điều hướng về mặt trời và tươi nở dưới những tia sáng của một mình Người. Tôi không còn hiểu gì khác nữa. Tôi đã phung phí rất nhiều ơn Chúa vì lúc nào cũng sợ bị ảo tưởng. Thiên Chúa đã lôi cuốn tôi đến với Người mạnh mẽ, và tôi không có sức cưỡng lại trong những lúc bỗng nhiên được ngập lúc trong Người. Vào những lúc ấy, Chúa Giêsu đổ tràn cho tôi một niềm an bình lớn lao, đến độ về sau dù cố gắng ưu tư tôi cũng không sao làm được. Và lúc đó tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn: để con được vững tâm rằng chính Cha là Người yêu sách con tất cả những điều này, Cha sẽ cho con một niềm bình an sâu thẳm. Cho dù con muốn cảm nghiệm phiền não và sợ hãi, hôm nay con cũng không có sức mà làm như vậy, nhưng tình yêu sẽ ngấp lúc linh hồn con đến độ quên cả bản thân. Sau đó Chúa Giêsu đã ban cho tôi một linh mục nữa, cha Sophoco, và lệnh cho tôi phải giải bày tâm hồn với Ngài. Lúc đầu tôi hơi ngần ngại, nhưng lời quả trách của Chúa Giêsu đã giúp tôi khiêm nhượng sâu thẳm trong tâm hồn. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn tôi tiến bộ rất nhanh trong tình yêu, và nhiều ước vọng của Chúa đã được thực hiện bên ngoài. Không ít lần tôi đã kinh ngạc trước sự can đảm và lòng khiêm nhượng sâu xa của Ngài. Ôi, linh hồn tôi khốn nạn biết bao vì đã phí phạm quá nhiều ơn Chúa. Tôi đã lạc xa Chúa, nhưng Người vẫn đeo bám tôi với nhiều ân sủng. Rất nhiều lần tôi đã cảm nghiệm được ơn Chúa giữa những lúc bất ngờ nhất. Từ khi Chúa ban cho tôi một chai linh hướng, tôi đã trung thành với ơn thánh hơn. Nhờ chai linh hướng và sự lưu tâm của Ngài dành cho linh hồn tôi đã biết được ý nghĩa của linh hướng và Chúa Giêsu quan tâm thế nào đến việc ấy. Chúa trách tôi về các lỗi phạm rất nhỏ mọn và nhấn mạnh rằng kính Người thẩm định vấn đề tôi phải trình bày với cha giải tội. Và Người còn nói thêm rằng: bất kỳ sự đối nghịch nào với cha giải tội cũng phạm đến chính cha. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn tôi bắt đầu nghiệm được sự trầm lặng và bình an sâu xa. Tôi nhiều lần được nghe trong tâm hồn những lời này: con hãy tự củng cố để chiến đấu. Chúa Giêsu thường tỏ cho tôi biết những gì Người không thích trong linh hồn tôi, và hơn một lần Người đã quở trách về những điều xem ra có vẻ nhỏ mọn nhưng thực sự lại rất hệ trọng. Chúa đã cảnh cáo và thử thách tôi như một người thầy. Suốt nhiều năm, Người đích thân giáo dục tôi cho đến khi ban cho tôi một vị linh hướng. Trước kia, chính Chúa giải thích cho tôi những điều tôi không hiểu. Còn bây giờ, Người bảo tôi hãy hỏi cha giải tội về mọi sự. Chúa thường phán: cha sẽ trả lời cho con qua miệng lưỡi Ngài. Con hãy an tâm. Khi trình bày vấn đề với cha linh hướng,
tôi chưa bao giờ nhận được một câu trả lời trái ngược với điều Chúa muốn về tôi. Chúa Giêsu có lúc cũng yêu cầu tôi một điều chưa ai từng biết. Nhưng sau đó, khi tôi quỳ trong tòa cáo giải, Cha giải tội cũng truyền cho tôi một điều giống hệt như thế. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra hiếm họa mà thôi. Khi một linh hồn nhận được nhiều ánh sáng và sôi động trong một thời gian dài, và khi các Cha giải tội đã xác định được nguồn gốc những sôi động này và làm cho linh hồn vững tâm, nếu tình yêu của linh hồn mãnh liệt, Chúa Giêsu lúc này tỏ cho linh hồn biết đến giờ phải đem ra thực hiện những gì họ đã lãnh nhận. Linh hồn nhận thấy Thiên Chúa đang tín nhiệm họ, và điều này củng cố họ rất nhiều. Linh hồn biết rằng, để trung thành, họ phải đương đầu với khó khăn tư bề, nhưng họ vẫn tin tưởng vào Chúa, và nhờ niềm tin tưởng ấy mà đạt đến chỗ Thiên Chúa mời gọi. Những khó khăn không làm cái linh hồn kinh hãi, nhưng có thể nói đó là lương thực hàng ngày của họ. Những đau khổ không làm linh hồn khiếp sợ hoặc hoảng hốt, vì một chiến binh thường xuyên xông pha trận tuyến không hề hoảng sợ trước gầm thét của đại bác. Không những không hoảng sợ, linh hồn còn lắng tai để xác định kẻ thù từ đâu xông đánh để tiêu diệt chúng. Linh hồn không hành động mù quáng, nhưng xem xét và suy tính mọi sự kỹ lưỡng. Linh hồn không tự tin, nhưng cầu nguyện sốt sắng và tìm lời khuyên của những chiến binh kinh nghiệm và khôn ngoan hơn. Mỗi khi hành động như thế, linh hồn hầu như bao giờ cũng chiến thắng. Có những cuộc tấn công mà linh hồn không có thời giờ suy nghĩ hoặc tìm hỏi ý kiến. Khi ấy, linh hồn phải xông vào cuộc chiến sống còn. Nhiều khi không cần đáp đại lời nào, linh hồn cứ việc chạy đến nương ẩn nơi thương tích trái tim Chúa Giêsu là ích lợi nhất. Do chính hành vi này của linh hồn mà quân thù bị đánh bại. Trong thời gian bình an cũng như trong thời gian chiến đấu, linh hồn vẫn không ngừng cố gắng. Linh hồn phải nỗ lực và hết mình phấn đấu, nếu không sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Tôi coi thời gian bình an là thời gian để chuẩn bị cho chiến thắng. Linh hồn phải luôn tỉnh thức, tỉnh thức, tỉnh thức. Linh hồn suy nghĩ như thế sẽ nhận được nhiều ánh sáng. Một linh hồn vô ăn vô lo sẽ liều gặp nguy cơ thất bại, và cũng đừng ngạc nhiên khi bị sa ngã. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng hướng dẫn của linh hồn, ai chịu để cho Chúa huấn luyện là người khôn ngoan biết bao. Nhưng để được Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn, cần phải có sự bình an và tĩnh tâm. Cầu nguyện. Nhờ các hình thức cầu nguyện, linh hồn tự vũ trang cho cuộc chiến. Cho bất cứ tình trạng nào, linh hồn cũng phải cố gắng. Một linh hồn trong sạch và xinh đẹp cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ đánh mất vẻ đẹp của mình. Một linh hồn gắn đạt đến sự trong sạch cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ không bao giờ đạt được. Một linh hồn mới hoán cải cũng phải cầu nguyện, nếu không sẽ sa ngã trở lại. Một linh hồn đắm chìm trong tội lỗi cũng phải cầu nguyện để có sức trỗi dậy. Không linh hồn nào không buộc phải cầu nguyện, bởi vì mọi ân sủng đều đến với linh hồn qua cầu nguyện.
Tôi nhớ mình đã được rất nhiều ánh sáng trong nửa giờ chầu sắp mình trước thánh thể mỗi ngày trong mùa cây. Lúc đó tôi biết mình và biết Chúa nhiều hơn. Tuy được phép bề trên, nhưng tôi cũng gặp nhiều trở ngại trong việc cầu nguyện như thế. Ước chi linh hồn hãy biết rằng, để cầu nguyện và trung thành trong việc cầu nguyện, người ta phải vũ trang với lòng nhẫn nại và can trường để đương đầu với các khó khăn trong ngoài. Những khó khăn bên trong là sự chán nản, khô khan, nặng lòng nặng trí và những cám dỗ. Những khó khăn bên ngoài là sự trọng kính của tha nhân và thời giờ. Chúng ta phải giữ thời giờ đã dành cho việc cầu nguyện. Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi. Khi không cầu nguyện vào giờ dành riêng, nếu để về sau, tôi sẽ không thể cầu nguyện vì phải chu toàn các việc bổn phận. Hoặc giả như xoay sở được để cầu nguyện, thì tôi cũng làm hết sức khó khăn, bởi vì đầu óc cứ suy nghĩ đến việc bổn phận. Tôi cũng nghiệm thấy sự khó khăn này, đó là khi linh hồn đã cầu nguyện sốt sắng và kết thúc trong tình trạng trầm lặng sâu xa. Nhiều người chống lại tình trạng trầm lặng ấy, vì thế linh hồn phải nhẫn nại để trung thành với việc cầu nguyện. Điều thường xảy ra với tôi là khi được đắm đuối trong Chúa, tôi đã gặt hái từ việc cầu nguyện được nhiều kết quả, và sự hiện diện của Thiên Chúa đồng hành với tôi suốt ngày. Và lúc làm việc sẽ có nhiều trầm lặng, nhiều chính xác và nỗ lực hơn trong phận sự. Điều này xảy ra vào khi tôi chịu nhiều khiển trách nhất vì lơ đễnh trong phận sự và thờ ơ với mọi sự. Bởi vì các linh hồn ít tịnh tâm cũng muốn người khác nên giống họ và thường trở thành nguồn ân hận cho họ. Một linh hồn cao thượng và tinh tế, dù giản dị nhất, nhưng vẫn là một linh hồn rất khôn ngoan tế nhị. Họ nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự, tìm được người ở mọi nơi và biết cách tìm thấy người ngay trong những điều kinh nghiệm nhất. Linh hồn thấy mọi sự đều quan trọng, quý trọng mọi sự và tạ ơn Thiên Chúa trong mọi sự. Họ tìm được lợi ích cho linh hồn trong mọi sự và dâng mọi vinh quang về Thiên Chúa. Linh hồn đặt trót niềm tín thác vào Thiên Chúa và không xao xuyến khi đến thời gian thử thách. Linh hồn biết Thiên Chúa luôn luôn là một hiền phụ tốt lành, và họ coi thường ý kiến trần gian. Linh hồn trung thành tuân theo ngay cả hơi thở khẽ nhất của Chúa Thánh Thần, vui mừng với vị khách hiền lương và bám chặt lấy người như một em bé với mẹ hiền. Nơi nào các linh hồn khác không còn lối đi và sợ hãi, thì linh hồn này vượt qua dễ dàng, không hề sợ hãi. Khi muốn ở gần và hướng dẫn một linh hồn, Chúa sẽ loại bỏ tất cả những gì bên ngoài. Khi ngã bệnh và được đưa đến phòng y tế, tôi thấy rất khó chịu. Chỉ có hai chị em chúng tôi ở đó. Các chị em trong dòng đến thăm chị N, trong khi chẳng ai đối hoài tới tôi. Quả thật, chỉ có một phòng y tế, nhưng mỗi người lại có gian riêng của mình. Những đêm mùa đông thật đằng đẵng, chị N có điện và ống nghe đài phát thanh, trong khi tôi không thể dọn bài nguyện ngắm vì thiếu điện. Gần hai tuần lễ như thế trôi qua. Một buổi tối kia, tôi thở than với Chúa vì quá đau khổ và không thể dọn bài nguyện ngắm vì thiếu điện. Chúa nói rằng người sẽ đến vào buổi tối và dạy tôi những chủ điểm cho bài nguyện ngắm hôm sau.
Những chủ điểm này xoay quanh cuộc thương khó của người. Chúa phán với tôi: Con hãy suy về những đau khổ của cha trước tòa Phi-la-tô. Và như thế, từng chủ điểm một, tôi suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa suốt một tuần lễ. Từ lúc đó, một niềm vui lớn lao đến với linh hồn tôi, và tôi không còn mong đợi ai đến thăm hoặc chờ ánh điện nữa. Chúa Giê-xu đã quá đủ cho tôi trong mọi sự. Các bề trên thực sự rất quan tâm đến bệnh nhân, nhưng Chúa lại muốn tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Vị tôn sư tuyệt vời này đã loại bỏ mọi thụ tạo để mình người có thể hoạt động. Không ít lần tôi đã trải qua những đau khổ và cay cực như thế, đến nỗi mẹ Margaret đã nói với tôi: Này chị, trên đường đi của chị, những đau khổ trồi lên từ lòng đất. Tôi nhìn chị như một người bị đóng đinh, nhưng tôi thấy Chúa Giê-xu có nhúng tay trong vụ này. Chị hãy trung thành với người. Tôi muốn ghi lại một giấc mơ của tôi về thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Khi còn trong thời gian nhà tập, lúc gặp phải một số khó khăn mà tôi không biết làm cách nào để vượt qua. Đó là những khó khăn nội tâm, nhưng lại liên quan đến các gian nan bên ngoài. Tôi làm những tuần cửu nhật kính các vị thánh, nhưng tình hình càng lúc càng khó khăn hơn. Những đau khổ làm tôi tan nát, đến độ không biết làm thế nào để sống còn. Nhưng bỗng nhiên tôi lóe lên một tư tưởng là cầu nguyện với thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Tôi bắt đầu một tuần cửu nhật kính thánh nữ, bởi vì trước khi vào dòng, tôi đã có lòng sùng kính ngài đặc biệt. Sau đó tôi có phần thờ ơ với lòng sùng kính này, nhưng vì có nhu cầu, tôi lại bắt đầu cầu nguyện với ngài một cách sốt sắng. Đến ngày thứ năm trong tuần cửu nhật, tôi kim bao gặp được thánh nữ Teresa như thể ngài còn sống trên trần gian. Chị thánh giấu không cho tôi biết ngài là một vị thánh, và lên tiếng an ủi, bảo tôi đừng lo âu về vấn đề này, nhưng hãy tín thác hơn vào Thiên Chúa. Thánh nữ nói: Chị cũng đã chịu đau khổ nhiều, nhưng tôi không hết lòng tin tưởng vào thánh nữ và đáp lại: Hình như em thấy chị có đau khổ gì đâu. Nhưng thánh nữ Teresa xác quyết chắc chắn rằng chị thánh đã trải qua rất nhiều đau khổ. Này em hãy biết rằng 3 ngày nữa, sự khó sẽ đến hồi kết cuộc hạnh phúc. Vì tôi chưa sẵn lòng tin tưởng, thánh nữ mới tỏ cho tôi biết ngài là một vị thánh. Lúc ấy, niềm vui lớn lao tràn ngập linh hồn tôi, và tôi nói với chị thánh: Chị là một vị thánh à? Thánh nữ đáp: Đúng vậy, chị là một vị thánh. Em hãy tin rằng vấn đề này rồi sẽ được giải quyết trong 3 ngày nữa. Và tôi nói: Chị Teresa đáng yêu ơi, chị hãy cho em biết em có được lên thiên đàng không? Thánh nữ đáp: Có, em sẽ được lên thiên đàng. Em có trở thành một vị thánh không? Thánh nữ lại đáp: Có,
em sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng này, chị Teresa nhỏ ơi, em có sẽ trở thành một vị thánh được nâng lên bàn thờ như chị không? Chị Thánh trả lời: có, em cũng sẽ là một vị thánh giống như chị, nhưng em phải tin thác vào Chúa Giêsu. Khi đó, tôi hỏi ba mẹ tôi: sẽ được lên thiên đàng không? Và chị Thánh đáp là có. Tôi còn hỏi thêm: các anh chị em của em có được lên thiên đàng không? Thánh nữ không trả lời dứt khoát, nhưng bảo tôi cầu nguyện nhiều cho họ. Tôi đã hiểu ra họ cần nhiều lời cầu nguyện. Đây là một giấc mơ. Và như Châm Ngôn nói, những giấc mơ là những ảo ảnh, Thiên Chúa là đức tin. Tuy nhiên, ba ngày sau, sự khó đã được giải quyết một cách xuôi sắn, như thánh nữ đã tuyên báo. Và mọi chuyện trong việc này xảy ra đúng như những gì thánh nữ đã nói trước. Tuy là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ ý nghĩa. Một lần kia, lúc tôi đang ở trong nhà bếp với chị Anna, chị có phần khó chịu với tôi, và như một hình phạt, chị ra lệnh cho tôi phải ngồi trên bàn trong lúc chị vất vả tiếp tục làm các việc lau chùi rửa ráy. Đang khi tôi đang ngồi như vậy, các chị khác đi qua và rất ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên bàn, và mỗi người bình luận một câu. Chị này bảo rằng tôi là đồ lười. Chị khác thì nói: thứ kỳ cục. Lúc đó tôi mới là một thánh sinh. Các chị khác lại nói: chị ta rồi sẽ ra thứ nữ tu gì đây? Tuy nhiên, tôi vẫn không xuống khỏi bàn, vì chị N nhân danh Đức Vâng Lời ra lệnh cho tôi ngồi như thế đến khi nào chị cho xuống mới thôi. Thật vậy, chỉ mình Chúa biết việc ấy đòi phải có bao nhiêu hành vi bỏ mình. Tôi tưởng mình xấu hổ mà chết mất. Thiên Chúa vẫn thường để những điều như thế xảy ra để huấn luyện con người nội tâm của tôi. Nhưng người cũng bù đắp nỗi nhục nhã ấy bằng một an ủi lớn lao. Trong giờ chầu phép lành hôm ấy, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp đẽ vô cùng. Chúa Giêsu nhìn tôi một cách từ ái và phán: ái nữ của cha, con đừng sợ đau khổ, cha ở với con. Một lần kia tôi phải trực đêm, tâm trí hết sức ưu tư về việc vẽ bức hình. Tôi không biết phải theo đường nào, vì lúc nào người ta cũng ra sức thuyết phục tôi rằng tất cả điều ấy chỉ là ảo tưởng. Đằng khác, một vị linh mục lại nói có lẽ Thiên Chúa muốn được thờ phượng qua bức hình này, và do đó tôi phải gắng liệu mà nhờ vẽ. Trong lúc đó, linh hồn tôi cực kỳ uể oải. Khi vào nhà nguyện nhỏ, tôi gục đầu sát nhà tạm, gõ cửa và thân thưa: lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến những khó khăn kinh khủng về việc vẽ bức hình mà con đang phải gánh chịu. Và tôi nghe một tiếng nói từ nhà tạm: ái nữ của cha, những đau khổ của con sẽ không còn lâu nữa đây. Một ngày kia, tôi nhìn thấy hai con đường.
một con đường thênh thang, đầy cát mịn và hoa lá, tràn đầy lạc thú, tiếng nhạc và mọi trò tiêu khiển. Người ta đi lại trên con đường ấy, múa hát và vui vẻ. Họ đã đi đến cùng đường mà không biết. Và ở cuối con đường này là một vực thẳm kinh khủng, tức là hỏa ngục. Các linh hồn sa xuống đó một cách mù quáng. Họ đi thế nào thì sa xuống đó như vậy. Và con số ấy rất đông, không thể đếm xuể. Tôi còn nhìn thấy một con đường nữa, đúng ra là một nẻo hẹp, rải rác đầy gai góc và đá sỏi. Những người đi trên con đường này khóc lóc vì đủ loại đau thương ập xuống trên họ. Một số người ngã xuống trên đá sỏi, nhưng lập tức đứng dậy và tiếp tục đi. Ở cuối con đường này là một khu vườn lộng lẫy, chan chứa mọi hạnh phúc. Và tất cả các linh hồn này đều được vào nơi ấy. Ngay lúc đó, họ quên hết mọi đau thương của mình. Một lần kia, khi có một giờ chầu tại tu viện các nữ tu dòng thánh gia, chiều tối, tôi cùng với một chị khác đi sang đó. Ngay khi tôi vừa vào nhà nguyện, sự hiện diện của Chúa ngập tràn linh hồn tôi. Tôi thầm thì cầu nguyện như thường lệ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa và người phán với tôi: "Con hãy biết, nếu con thờ ơ với việc vẽ bức hình và toàn bộ công cuộc của lòng thương xót, con sẽ phải trả lẽ vì rất đông các linh hồn trong ngày phán xét." Sau những lời của Chúa, một nỗi sợ hãi tràn ngập linh hồn tôi và sự kinh hoàng chộp bắt tôi. Tôi cố gắng hết sức nhưng không sao trấn tĩnh được. Những lời này vang vọng bên tai tôi: "Như vậy, trong ngày phán xét, không những tôi phải trả lẽ về bản thân, mà còn về các linh hồn khác nữa." Những lời này xé nát tâm hồn tôi. Khi về đến nhà, tôi đến với Chúa Giêsu nhỏ, sắp mình xuống trước thánh thể và thân thưa với Chúa: "Con sẽ làm hết mình, nhưng nài xin Chúa luôn luôn ở với con và ban sức mạnh cho con thực thi thánh ý Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự, trong khi tự sức mình con không làm được gì." Điều xảy ra là ít lâu nay, nhiều lúc trong linh hồn tôi cảm nghiệm có một linh hồn nào đó đang cầu nguyện cho tôi. Và tương tự, tôi cũng cảm thấy trong linh hồn có một linh hồn nào đó cần tôi cầu nguyện, mặc dù họ không ngỏ lời với tôi về điều ấy. Đó là một cảm giác bồn chồn, như thể có ai đó đang gọi tôi. Và khi tôi cầu nguyện, tôi được bằng an trở lại. Một lần kia, tôi khao khát được rước Chúa, nhưng vì một nghi nan nên tôi không hiệp lễ. Tôi rất khổ não vì điều này. Dường như tâm hồn tôi vỡ ra vì nỗi đau đớn. Khi tôi bắt đầu làm việc, tâm hồn tôi tràn ngập nỗi cay đắng. Chúa Giêsu thình lình đứng bên cạnh tôi và phán: "Ái nữ của cha, con đừng bỏ hiệp lễ trừ khi biết rõ sự sa ngã của con thật nghiêm trọng. Ngoài ra, đừng để nỗi nghi nan nào cản ngăn con hiệp nhất với cha trong mầu nhiệm tình yêu của cha. Những lỗi nhỏ mọn của con sẽ biến mất trong tình yêu cha như một mẩu rơm được ném giữa hỏa lò khổng lồ."
Con hãy biết rằng con làm cho cha đau khổ rất nhiều khi không tiếp nhận cha trong giờ hiệp lệ. Vào buổi tối, khi vào nhà nguyện nhỏ, tôi nghe những lời này trong linh hồn. Ái nữ của cha ơi, con hãy suy nghĩ về những lời này. Trong cơn xao xuyến bồi hồi, người cầu nguyện càng khẩn thiết hơn. Khi tôi bắt đầu suy kỹ hơn về những lời này, rất nhiều ánh sáng đã tràn vào linh hồn tôi. Tôi biết chúng ta cần phải kiên bền trong cầu nguyện, và thường thì phần rỗi chúng ta tùy thuộc vào lời cầu nguyện khó khăn ấy. Khi tôi ở Kiev để thay cho một chị tại đó trong một thời gian ngắn, vào buổi chiều tôi đi dạo trong vườn và dừng lại bên bờ hồ. Tôi đứng đó một hồi lâu, nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Chúa Giêsu bên cạnh, và người âu yếm nói với tôi: tất cả đây cha đã tạo dựng cho con, hỡi bản tình của cha. Con hãy biết rằng mọi vẻ đẹp này chẳng là gì nếu sánh với những gì cha đã chuẩn bị cho con trong cõi đời đời. Linh hồn tôi tràn ngập an ủi, đến nỗi tôi lưu lại đó cho đến tận chiều tối. Nhưng với tôi dường như chỉ là một thoáng giây phút ngắn ngủi. Hôm ấy là ngày rảnh rỗi tôi được dành làm ngày tĩnh tâm, thành ra tôi được tự do cầu nguyện. Ôi Thiên Chúa nhân lành vô cùng, đeo đuổi chúng ta một cách từ ái biết bao. Điều thường xảy ra là Thiên Chúa đã ban cho tôi những hồng ân lớn lao nhất vào những lúc bất ngờ nhất. Ôi Bánh Thánh, đã vì con chịu giam hãm trong chén vàng, ước chi băng qua hoang mạc lưu đày lớn rộng này mà con vẫn trong sạch, nguyên tuyền và vô tì vết. Ôi, xin ban cho con ơn ấy nhờ quyền năng tình yêu Chúa, để điều này trở thành sự thật. Ôi Bánh Thánh, xin nhận lấy linh hồn con làm nơi cư ngụ. Ôi tình yêu thương tinh rộng nhất của trái tim Chúa, xin đẩy lùi bóng tối bằng sự rạng ngời của Chúa. Xin đừng từ chối ơn Thánh Chúa cho một linh hồn khiêm nhường. Ôi Bánh Thánh, niềm hoan lạc của cả thiên đàng, mặc dù vẻ đẹp của Chúa bị che khuất và được gói gọn trong một miếng bánh nhỏ, nhưng đức tin mãnh liệt vẫn xé được bức màn. Ngày thập tự chinh, ngày mồng năm trong tháng, tình cờ trùng vào ngày thứ sáu tuần thánh. Đây là ngày tôi được chầu Chúa Giêsu. Bổn phận của tôi là đền tạ mọi xúc phạm và các hành vi bất kính với Chúa. Hôm nay cũng phải cầu nguyện để đừng xảy ra một tội phạm thánh nào. Hôm nay linh hồn tôi bừng cháy một tình yêu đặc biệt đối với Thánh Thể. Dường như tôi đã được biến thành một ngọn lửa cháy phừng. Lúc tôi sắp rước lễ, một bánh thánh thứ hai xà xuống tay áo vị linh mục, khiến tôi không biết phải rước bánh thánh nào. Tôi ngần ngừ một lúc. Linh mục khó chịu dùng tay ra dấu bảo tôi rước lễ. Khi tôi rước bánh thánh linh mục trao cho, bánh thánh kia lại xà vào tay tôi. Vị linh mục đi theo rào quanh bàn thờ tiếp tục cho hiệp lễ. Đang lúc đó,
tôi giữ Chúa Giêsu trong bàn tay. Khi linh mục trở lại gần đến, tôi nâng bánh thánh lên để Ngài đặt vào chén thánh. Bởi vì tôi đã rước bánh thánh thứ nhất và chưa nuốt xong, nên không sao nói cho Ngài biết bánh thánh kia đã xà xuống trước. Đang lúc cầm bánh thánh trong tay, tôi cảm nghiệm một tình yêu mãnh liệt, đến nỗi suốt ngày hôm ấy không thể ăn uống được, và cả giác quan vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi được nghe những lời này từ bánh thánh. Cha ước ao được ngự nơi bàn tay, chứ không phải chỉ trong tâm hồn con mà thôi. Lúc đó tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng. Nhưng khi vị linh mục đến gần lần kế tiếp, tôi chỉ còn thấy bánh thánh mà thôi. Lạy mẹ Maria, trinh nữ vô nhiễm, trái tim mẹ như pha lê tinh tuyền, mẹ là sức mạnh của con, ôi mũi neo kiên vững, mẹ là kiên thuận bảo vệ cho con tim yếu đuối này. Lạy mẹ Maria, mẹ tinh tuyền, tinh tuyền không sánh, vừa là trinh nữ vừa là hiền mẫu, mẹ xinh đẹp như vầng dương, không chút bẩn nhơ, và linh hồn mẹ thật không gì sánh được. Vẻ đẹp của mẹ làm ngây ngất ánh mắt Đấng Ba Lần Thánh, người đã xuống thế lìa bỏ ngai cửu trùng vĩnh cửu và mặc lấy thịt máu của trái tim mẹ, nằm gọn trong lòng đồng trinh của mẹ suốt 9 tháng trời. Lạy mẹ đồng trinh, tinh tuyền hơn mọi bông huệ, trái tim mẹ là nhà tạm đầu tiên nơi trần thế cho Chúa Giêsu. Chỉ vì không đâu thẳm sâu hơn lòng khiêm nhượng của mẹ, mẹ được nâng cao trên mọi ca đoàn thiên thần và toàn thể các thánh. Lạy mẹ Maria, từ mẫu ngọt ngào của con dâng lên mẹ hồn xác và trái tim nghèo khó của con. Mẹ hãy là người bảo vệ cuộc đời con, nhất là trong giờ lâm tử, trong cuộc chiến cuối cùng của con. Năm 1937, những việc tổng quát. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần hít thở, bao nhiêu lần nhịp tim đập, bao nhiêu lần dòng máu luân chuyển trong cơ thể con, là bấy nhiêu ngàn lần con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn được biến đổi trong lòng thương xót của Chúa và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Ước gì tình thương khôn dò, ưu phẩm vĩ đại nhất trong các ưu phẩm của Chúa, trào thông qua trái tim và linh hồn con mà đến với người lân cận của con. Xin giúp con, lạy Chúa, cho mắt con biết xót thương, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán bề ngoài, nhưng chỉ tìm kiếm những vẻ đẹp nơi linh hồn những người chung quanh và đến để trợ giúp họ. Xin giúp con, lạy Chúa, cho tai con biết xót thương, để con biết lắng nghe những nhu cầu của người lân cận và đừng lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ. Xin giúp con, lạy Chúa, cho lưỡi con biết xót thương, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng biết ủi an và tha thứ cho mọi người. Xin giúp con, lạy Chúa, cho tay con biết xót thương và đầy tràn những việc tốt lành, để con chỉ biết mưu ích cho người lân cận
và gánh vác những việc khó khăn nhọc nhằn hơn. Xin giúp con lạy Chúa, cho chân con biết xót thương, để con biết thắng vượt nỗi mệt nhọc và chán nản của bản thân, mà mau mắn giúp đỡ người lân cận. Nghỉ ngơi thực sự của con là phục vụ người khác. Xin giúp con lạy Chúa, cho tim con biết xót thương, để con biết cảm nghiệm mọi nỗi tân toan của người lân cận. Con sẽ không khước từ trái tim trước bất cứ ai. Con sẽ thành tâm cả với những người mà con biết sẽ phụ lòng thành của con. Con sẽ tự khóa mình trong trái tim hay thương của Chúa. Con sẽ gánh chịu khốn khổ của mình trong im lặng. Lạy Chúa, chớ vì lòng thương xót Chúa hãy ngự trị nơi con. Chính Chúa truyền cho con phải thực hành ba cấp độ xót thương. Thứ nhất, hành vi xót thương thuộc bất cứ hình thức nào. Thứ hai, ngôn từ xót thương. Nếu không thể thực hiện hành vi xót thương, con sẽ giúp đỡ bằng lời nói. Thứ ba, cầu nguyện. Nếu không thể tỏ lòng xót thương bằng việc làm hay lời nói, con vẫn luôn có thể thực hiện được bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con sẽ đến được cả những nơi con không sao đến được bằng thân xác. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi. Ngàn năm soi ấm tim vui, con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết lòng đong. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngày
Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió